Bác Gỗ, Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 29 tháng 11 năm 2017, Thành Luân xin trân trọng giới thiệu bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê gỗ mun hoa da báo gồm có 6 món và một chiếc tủ kệ tivi kiểu mẫu đồng tiền 3 cục tháo rời dài 2m6. Sản phẩm mà chúng tôi chuẩn bị bàn giao cho khách hàng ở đường Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng. Trước khi bàn giao cho khách hàng, tôi sẽ quay lại một lượt cái phần hoàn thiện lỗi vân gỗ mun hoa đẹp như thế nào để cho những khách hàng ở xa không về xem trực tiếp được có thể xem qua màn hình. Rất nhiều những bộ Minh Quốc Nghê chúng tôi đã cho ra mắt và bàn giao cho khách hàng. Cách đây ít hôm chúng tôi đã bàn giao một bộ về thành phố Cần Thơ và một bộ về Thường Tín Hà Nội và một bộ cho khách hàng là chú Hùng ở thành phố Hải Phòng. Ngày hôm nay tại cơ sở 2, ngày rất đẹp, ngày 12 tháng 10 năm 2017 âm lịch, chúng tôi đang bàn giao 4 xe hàng đi khắp các quận nội thành thành phố Hải Phòng và Quảng Ninh. Trên này là bác lái xe rất nhiệt tình của Hoàng Phương, xe tải to 1 tấn 5 và 2 xe tải nhỏ đang chuẩn bị xếp hàng, và một xích lô đang chở hàng của Đỗ Thành Luân. Rất nhiều các mặt hàng chuẩn bị bàn giao cho khách hàng ở khắp nơi trên toàn quốc. Video clip quý vị đang xem này, chúng tôi quay trực tiếp tại Đồ Gỗ Thành Luân, cơ sở 2, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Có quay rồi, ông ra ngồi đi. Bác lái xe già của Hoàng Phương, tối nay lên Facebook của Hoàng Phương, rất nhiệt tình, bác lái xe rất nhiệt tình. Bộ Minh Quốc Nghê gỗ mun hoa da báo gồm có 6 món cột 12, chuẩn bị bàn giao cho khách hàng ở thành phố Hải Phòng. Bác lái xe của taxi Hoàng Phương đang đứng đợi chờ hàng để chuẩn bị bốc bộ Minh Quốc Nghê lên để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng ở thành phố Hải Phòng. Đó, chị Tuyết ở thành phố Hải Phòng, chị Tuyết ở phố Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Bây giờ tôi đang chuẩn bị bốc xếp những sản phẩm này lên xe. Anh ở ngay mặt đường Văn Cao đây, ngay số 73 này. Cửa hàng đồ gỗ Thành Luân đây. Thắng đâu nhờ My ơi, đẩy xe lên để xếp hàng cái. Ông Minh đẩy xe lên để xếp hàng cái, đẩy xe kia. Ông già ơi, đẩy xe lên cháu cái. Nhả bên tay ra để xếp hàng. Đi đâu ấy? Không, phanh tay, nhả phanh tay hiệu cháu cái. Ông ấy nhả, không phải nhả phanh tay đã. Nhả phanh tay đã. Ông Bính đưa ra đứng đầu làm gì? Đẩy lên mà. Đẩy lên xe to rồi lên để bốc hàng. Số. Và ông ra ông lái xe ông đẩy được. Ông đè phát đi, đè lên tí đi. Lổ máy lên tí đi. Video clip quý vị đang xem đang được chúng tôi quay trực tiếp tại Đồ Gỗ Thành Luân, cơ sở 2, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Ở tại cơ sở 1 chúng tôi cũng đang hoàn thiện rất nhiều mẫu sản phẩm Minh Quốc Nghê, gỗ mun, gỗ hương, gỗ cẩm nai cho rất nhiều khách hàng ở mọi miền trên tổ quốc. Trên mình quý vị đang xem chúng tôi đang hoàn thiện hai chiếc bàn thờ gỗ gụ kích thước 1m27, đồng kích thước cho khách hàng là chị Tuyết ở thành phố Hải Phòng. Hai chiếc bàn thờ này rất đẹp, mẫu triện tàu lá dắt. Phúc thọ tức là rơi ngậm chữ thọ, rơi là phúc ngậm chữ thọ, và ở giữa là đục sen cò tùng lộc, rất là đẹp. Thế nên xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị bốc hàng lên xe.